Hello, xin chào cả nhà. Thì mỗi bữa hôm gài á, bữa mình có nhận được cái thùng của một chị ở Tây Ninh gửi tặng. Hôm bữa chị gửi tặng chị không nói sớm, làm hàng gửi tới ở nhà bảy nhận, chiều đi làm về hú hồn hết, không biết có ai khủng bố không, tại vì đâu có ai giao dịch là mua bán gì với mình, với mình đâu có đặt mua gì đâu mà tự nhiên có cái kiện hàng đi tới, sợ ai khủng bố cái đâu có dám giao, có dám khui ra đâu. Tìm đủ mọi cách liên lạc với số điện thoại trên cái kiện hàng, rồi liên lạc với bưu điện, tìm đủ mọi cách á, thì hóa ra thì chị hôm bữa mình cho cây lưỡi người á, cho cây thuốc á, nhưng mà nó cho thôi chứ khi mà tới tay người nhận á, người ta trả cái phí gửi của cây thuốc. Thành ra cái mình nói cho chứ người ta trả cái phí gửi. Rồi tự nhiên cái chị gửi tặng, cái chị nói là muối, muối Tây Ninh. Thì bây giờ mình khui ra cho các bạn xem. Bây giờ mình khui ra cho các bạn xem nè, các bạn thấy nè, ở đây nó có chữ Bưu điện Việt Nam nè. Đây, cái bên phát là Bưu điện tỉnh Tây Ninh nè các bạn. Địa chỉ 186 đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh. Đó. Cái nơi phát đi là từ Bưu điện của thành phố Tây Ninh. Đó. Mình quay cho các bạn xem. Số là như vậy đó, hú hồn hết trơn, không biết ai có ai khủng bố mình không, không biết có ghi hờn chút oán với ai không, người ta khủng bố mình cũng yếu càng hết trơn á các bạn ơi. Mà bây giờ hàng tới rồi, còn cái tìm đủ mọi cách liên hệ với bưu điện thì mới biết được. Thì bây giờ mình khui ra xem trong bên đây là muối Tây Ninh là loại muối gì mà chị Giang Ngọc đó gửi. Đường ở đây nữa hay gì ta, như đường ngang, đường ngang ở đây nữa hay gì đây nữa, đây nào, đây này, đường ngang đó nữa đó mới bung ra. Đây cũng đường ngang, đây nó bung ra hai cái đường ngang, có nguyên cái thùng này. Là mình lấy cái thùng này lại tận dụng để gửi cây lưỡi người nữa là được, ok, rất là ok luôn rồi. Em cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều, chị ở thành phố Tây Ninh đã gửi tặng cho em cái kiện muối Tây Ninh này. Một lần nữa là em cảm ơn rất là nhiều, cái gì thấy cũng mắc nợ thôi chứ. Hai bọc lắm các bạn ơi. Đó, hai bọc muối cho nên nha các bạn. Rồi, một lần nữa em cảm ơn chị rất là nhiều, rất là nhiều. Đó, mục đích em quay phim lên là để cảm ơn chị. Chứ nhận món quà này cũng mắc nợ lắm chứ. Nhưng mà thôi, nhận để chị vui. Rồi, em chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.